Sơn xin chào tất cả mọi người nha. Hello tất cả mọi người. Thì hôm nay Sơn với Minh gọi là lại tiếp tục chinh chiến với cái con diều siêu phẩm mọi người. Đặc biệt hơn là này. Đây mình. Đâu rồi? Đây. Mọi người thấy gì không? Flycam ấy. Flycam. Thì hôm nay Sơn với Minh gọi là ra cánh đồng, gọi là có một cơn gió mùa thu về. Thì Sơn với Minh mang một cái con diều cá bẹn 2m6 ra cánh đồng test flycam nhá mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng thấy nha. Đây là cái flycam của Minh đầu tư cho Sơn mọi người ạ. flycam Pro á. Gió thì không được to lắm nhưng mà hai thằng này chơi hơi liều một tí nhá mọi người. Cái này mà nó đâm một phát xuống hồ thì đúng là mình gió to lắm mọi người. Thì bây giờ Sơn với Minh gọi là phải mang diều ra test siêu phẩm nhá mọi người. Thì không lòng vòng nữa. Đây mọi người. Thì bây giờ Sơn với Minh mang diều ra test luôn nha. Mắc rồi. Thank you.
cuối cùng thì biết bao nhiêu lần Sơn với Minh cũng đã cho diều lên rồi nhé mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Mừng mọi người ạ. 5-6 lần. Nhiều chứ. Mệt này chứ. Yếu chứ. Đang yếu gió mọi người. Hy vọng là nói chung là Sơn sợ là rớt thôi. Rớt hư điện thoại của Minh thôi mọi người. Chứ còn mà không thì đã luôn điện thoại của Sơn này, ra hết dây luôn, chắc ăn. Cẩn thận nha, nguy hiểm quá mọi người, đi lại đây Minh ơi. Gớ hồi gặp cánh rồi mọi người ạ. Tiếp tục lên nhé mọi người. Rồi xong. Mọi người thấy không? May là chưa ra rửa ruộng. Mọi người thấy gì không? Đây. Hên. Thế mọi người ạ. Tí nữa là diều bữa nay có bị gì á mọi người? Có bị dị tật à? Lại tiếp tục lên tiếp nhá mọi người. Lên quản nữa mà không được thì thôi nha. Hai anh em Sơn thì mệt lắm à. Sơn mình giờ xuống đuôi. Lên quản nữa mà không được thì bỏ luôn nhá mọi người. Trời ơi, trời nắng mọi người ạ. Từ á. Đừng. Quay rồi. Gió lên đã. 1, 2. Lại tiếp tục rớt mọi người ạ. Không hiểu bị gì. Siêu phẩm mình đang xuống lấy. Mình đấy mọi người. Sơn chạy đi chạy lại hơi khá là mệt. Nhưng mà mình thì nó đứng nắng nhiều hơn mọi người. Tháo lèo vô luôn à? Tháo lèo vô thôi. Chứ không chơi được nữa mọi người. Ruộng thế này mà cắm diều xuống thì điện thoại nhúng nước không? Không mọi người. Hên. Cũng khá là hên cho mình. Nói chung là Sơn được một cái điện thoại nên là Sơn cái quay
Thế là hôm nay mình có chủ đề gắn điện thoại lên, thế là Sơn lấy dùng tội cho mình mọi người. Tính ra lấy điện thoại Sơn mới đúng cơ, giờ điện thoại mình thì hơi sai mọi người. Mình đang cầm điện thoại vô để quay lại cho mọi người nhá. Có thể là Sơn với mình sẽ nghỉ thôi mọi người. Mình cũng đã mang diều về rồi nhá mọi người. Sáo này bể nát rồi, sáo đấy mọi người. Máy phá sáo phát hiện lại tiếp tục cá biển. Máy phá sáo gió kiểu là không đều, với là gió nó quẩn nó mọi người. Đang bay thế mà tự nhiên gặp, thường thường có bị đâu mà bữa nay bị hay thật. Gió nó chán quá, buộc khổ sở hai thằng buộc cả trưa. Dây thì đang quăng lao lóc ngoài đây mọi người. Gió thế này diều cũng không lên nổi. Sáo rớt biết bao nhiêu lần, may là cái cây của Sơn đang làm tốt chứ không mà cây cái nó dặn cả cái toàn bãi chiến trường đá, ngoài đường toàn đá mọi người, đá với ruộng hư luôn. Còn bên sáo kể mọi người không sao hết, quan trọng là cái điện thoại mình nha, hư cái là mình không có gánh tem. Thế là clip mọi người ạ. Hư cái mình không có cái để gánh tem với là làm clip cho mọi người. Tốt. Đây mọi người này, đất tôi buộc ở đây mọi người. Sợ luôn rồi. Đây mọi người, đây. Hư nát bấy chày luôn. Có thể là Sơn với mình cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Sơn thật nhiều nhé mọi người. Thì lần này thì thiệt hại hơi lớn, không lớn lắm. Nói chung cái sáo thì cũng không ăn thua mọi người. Sáo thì Sơn làm lại được, nhưng mà không có cái để cho diều gì đó, mẹ bồng con. Diều mẹ bồng con nó phải có sáo đôi này mới đổ được. Nhưng mà bữa sau Sơn sẽ làm lại nhá mọi người. Thì bây giờ có thể là Sơn cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhá. Thì có thể là hai đứa tụi mình sẽ kết thúc video tại đây và đi vô thôi mọi người. Mệt lắm rồi, cả tiếng đồng hồ đứng ngoài tung diều lên chạy lẹ chia ly liên tục. Thì bây giờ Sơn chào tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người ở clip tiếp theo của Sơn nha. Bye bye tất cả mọi người nha.